Dạ, là tất nhiên cái tớp này á, nó quá lửa, quá nước, nó là dưng khắp hết, quá lửa nó đốt muôn ngàn người ta, đó, rồi nước dưng á, là ngập lúc Gò Cao, lửa đâu lại cháy lao sao khắp ngàn. Như vậy thì tôi mới thấy là như vậy đó, thì từ đâu mà có cái này, là do con Con Đào người Lư công chúa, à. nó tới lúc bấy giờ nó quá binh quá phép, nó quá như diều, nó đó quá lửa quá nước dưng. Nhưng mà lúc bấy giờ đó thì chư Phật chư Bồ Tát ngài mới xuống đó, cho nên lúc này khi mà là quá lửa mà nó đốt, cũng như mà nói ông ba ông nhắc đến cái đoạn đó đó ha, đó, là tất nhiên đó là Đức Phật Di Lặc xuống trừ đó. À, núi Văn bao khắp người ta, có ông Di Lặc thâu mà non cao, nghe không? Đó, Quá hay. nữa ở là núi mà nó bao khắp người ta hết, ông chạy ngã nào, Đó. ông chạy vòng vòng thì thấy người lòng dạ tà tay. Thì ở đây đó là Đức Thầy biết ông này chứ mình cũng chưa biết. Bởi vì sao? Bởi vì là cặp mắt thánh dòm xem tứ hải, thấy không? Đó, cho nên vì thế mà cái cặp mắt của thầy đó dòm tới thấu trong cái tim gan của cái ông đòi xuống ghe. Đó, bởi vì Đức Thầy biết cái ông này xuống ghe đó là tại sao? Bởi vì hồi xưa đó Đức Thầy đi đó là chèo ghe dạo trong cái lòng ông chưởng đó, thì trong cái lúc đó đó là thầy rao Bồng Lai tiên cảnh, ai có rảnh thì đi đó, thành ra mới rao mời đó là đi xuống. Rồi cho nên ông này ông thấy vậy đó, ông mới kêu ghé lại để mà ông xuống đi tiên cảnh. Nhưng mà trong khi mà ghé lại rồi đó thì á là Đức Thầy mới biết là cái dòm thấy cái là tướng và tâm của cái vị này đó, thì thầy thấy là không có phải là người ngay thẳng và tốt đẹp. Vì thế thầy mới nói cái câu là thấy người lòng dạ tà tay, ý muốn nói đó là cái tâm nó là tâm tà. Mà nếu nói về tà đó thì nó có bát tà đó, trong cái bát tà nếu nói về mà giảng kinh của thầy để trừ đó thì có bát chánh trừ bát tà này thôi à. Cho nên vì thế mà cái ông này cái lòng dạ tà tây thì gặp mấy cái ông bát chánh này đó, ông chánh này là vô không có được, ta tất nhiên gặp là vô không có nổi đâu. Cho nên khi mà là hỏi Đức Thầy thì hỏi như vậy, nhưng mà thầy nói thôi ông ngồi ngồi ngay cái chỗ đó đi, thấy không? Nhưng mà ông này ổng đòi chung vô trong đó. Vì thế mà là khi mà ông là thấy ở trong trống mát lại khô đó mà ông đòi vào đó, bước nhầu bước vào đó đó, nói là máu hồng trào ra. Ở đây là nói tại sao Đức Thầy là Phật, là lòng từ bi quảng đại, mà tại sao mà lại là không cho thì thôi, mà đi lỡ mà là phải bẻ cổ giận họng cho người ta phải học máu mà chết. Có nhiều người thắc mắc như vậy, mà cái này thì cũng chưa có anh em hỏi. Thành ra là tôi có nghe là những cô bác là kể lại vậy thôi. Thì theo mình nhận thấy đó, thì bởi vì sao mà có cái tình trạng này? Bởi vì thầy nói kể từ nay tiên Phật thánh thần lo dạy dỗ dương trần chẳng xiết. Đó là cái câu chuyện mà Đức Thầy khi mà xuống núi, Đức Thầy mới mới cho biết là cả tiên và Phật thánh thần đều xuống hết để dạy dỗ dương trần. Và có một đoạn khác nữa đó thì Đức Thầy cho biết đó, đó là hỡi các chư thần mau xuống núi theo thầy dắt chúng khỏi nồng cai. Thì như vậy thầy đi đến đâu thì các chư thần đều đi theo với thầy để cùng mà hộ là pháp, cùng hộ pháp cho thầy để làm tròn cái bổn phận. Vì thế mà hôm nay Đức Thầy chèo ghe đi rao mời đó, thì có cái ông này ổng cũng muốn xuống để coi coi cái ông này nó như thế nào. Nhưng mà thực tế thì Đức Thầy biết là cái ông này lòng dạ không có tốt, nói vậy đi nó, bởi vì nói tà tay cái tiếng này đó là cái tiếng là xấu, cái tiếng không tốt đó. Mình nếu nói về tà đó thì nó bát tà thì nó quá kể quá quá nhiều rồi đó, nó 8 điều tà. Thành ra trong cái con người của mình nó, mà nếu mà khởi lên 8 điều tà thì bất dụng, không có xài. Thành ra mấy chư thần ta thấy mấy ông này người ta biết rồi, đã thầy kêu vậy rồi không chịu ngồi đó đi, cũng vẫn cho đi vậy thôi, ngồi ngoài đi
mà không chịu cãi vô, bởi vì cặp mắt phàm mình đó là mắt mình là mắt nhục thể, gọi là mắt nhục thể thì làm sao thấy được các vị chân tiên hoặc chư thần. Ta ở bên trong, ta chỉ là vô vi thôi, chứ đâu phải dùng hình tướng như mình đây mà mình dòm thấy có tướng. Nhưng mà Đức Thầy thì là ngài là biết cái sự vô vi ở trong đó, có những cái đó là quan là đại thần chư thần đường ta có trong đó hết rồi, trong quan ta đi rồi, ta theo rồi. Như vậy thì ông này nhục thể, cặp mắt nhục thể ông không bị mà là các ngài mà quở trách rồi đó, là cũng như mà mình nói là cái này là bị phạt đó, là vì thế mà ông này ông mới hết hồn. Dạ. Ông mới là nhận thức là trong đó có người, thì như vậy đó là khi mà là đến tội rồi mới hối thì muộn màng, chi cho bằng ta sớm lo toan. Dình giới lực nghe kinh trọng Phật, cái này là thầy phiên mình đó nghe, lấy cái mẫu chuyện đó tiếp đi đó. Và cho nên vì thế mà chúng ta thấy cái mẫu chuyện trên thì đối với mình thì thấy là bình thường lắm. Mình chắc mình thì cũng giống cái ông anh mà bị phạt đó đó, tại vì cái con mắt nhục thể của mình mà. Nhưng mà mai duyên thì mình nghe lời thầy, cái nào là thầy không cho là tất nhiên thầy là không cho mình, người tín đồ không cho phạm, là thầy mới chỉ dạy cho mình hết. Đó là làm một cái tấm gương để sau này mình nhớ cái lời thầy mình chỉ. Thầy mình ra 8 điều răn cấm mà anh em nào giữ được 8 điều này thì đó là mới gọi là tín đồ của thầy, và người đó mới gọi là nghe lời thầy, và người này mới làm theo lời thầy chỉ thì chắc ăn người này sẽ gặp thầy. Còn ngược lại, thầy nói ông đó không cho vô mà ông vô thì bị phạt. Còn chính mình hôm nay cũng vậy, cái anh đó là một cái hình thức để cho chúng ta là thấy đó mà tránh, thấy đó mà tránh những cái điều mà mình không làm theo thầy. Bởi vì thầy mình chỉ, cũng như có một lần ông á là đứa là Đức Thầy dẫn là ông đạo đồng đạo mình đi Trà Lơn đó. Thầy là đi là lậu ngang cái suối mà ông kia ổng không chịu lậu suối mà ổng đi trên cây đó. À, đó thành ra như vậy thì chúng ta thấy đó, đó là những cái mẫu chuyện thứ nhất là dưới ghe, mà mẫu chuyện thứ hai là đi núi. Rồi thầy đi đường mà mình đi ngã. Đó, đó là thầy gầy liền đó, thầy gầy điển liền. Nó vì thế mà đây là những cái bài mà để cho ta là học để gân sửa cho mình, chứ không phải là mình phê phán vì những anh em đó. Bởi vì anh em chúng ta còn ở cái cảnh thế gian này thì tất nhiên phải mượn cái sự để anh em mình đạt cái lý. Nếu mà nói cái chỗ mà không có thì cái kẻ gian tà nó đâu có tin. Nếu mà không nói về thần quyền thì kẻ gian tà nói ông này nói không có. Thành ra phải có một hai cái thần quyền cho nó thấy thì nó mới sợ nó. Bởi vì có chỗ thì Đức Thầy thấy nhiều người chê thầy, thầy nói bây giờ chưa thấy nó thờ chưa tin. Nó thấy không? Thành ra nó chưa thấy là nó chưa tin. Thành ra làm cho nó thấy. Để chi? Để nó mới găng lòng, nó sửa tâm. Đó là những cái sự cảnh cáo của cái các bậc chư thần, các bậc trăm quan các ngài. Bởi vì nãy tôi đọc một đoạn đó, quý vị mình thấy rồi đó. Đi ở trong đó, trong ghe, mình giờ không thấy chứ chư quan ở trong ta đầy đủ rồi. Lớp nào chư thần theo hộ pháp cho thầy, nó đầy đủ hết. Anh em mình đừng có nghĩ rằng là không không. Không phải không đâu. Mà mình nói chi khỏi ở ghe, mà mình nói ấy A Di Đà Phật. Không sao, cái này ta chặn lại rồi. Mà mình nói thực tế ở đây là hai anh em, mấy anh em mình đây là nói chung. Nói tự nhiên đi. Mấy anh em mình nói chung ở đây đó là mình nói cũng có hai vị thần biên chép. Nhà Tả Ban và Hữu Mạng. Đó. Thành ra Tả với Hữu có thần nhớ là xem xét nữa, là phân minh cho người. Thành ra như vậy thì anh em chúng ta đừng có ngỡ vô hình mà gọi gần không, thấy không? Cái ông nãy ông thấy trong lỏng đó là gọi là vô hình. Nhưng mà thực tế không phải không đâu, bước vào giờ đó biết liền à. Bước liền còn hôm nay mình cũng vậy, mình là hôm nay mình làm cái điều trật. Mình đừng nói là chắc ông trời ông Phật không thấy đâu, nhưng mà hai bên vai giác có thần chép biên hết rồi. Đó là những cái sự cảnh cáo để cho mình biết, mình lo mình sửa mình.
để trao tâm luyện tánh mình cho nó minh, rồi mình phải ráng chiên lo niệm Phật mà sửa mình cho nó trơn. Chứ bằng không thì giống cái anh nãy nữa rồi chết. Chết rồi nó mất cái thân này. Mình nói ở đây nghe cái câu này thì tôi không biết ở đâu, mà không biết anh em có chịu hay không. Chứ thực tế ra đó thì là mình thấy được làm con người của mình đó, là được cái thân này nó rất là quý lắm. Mà cái này là tôi gặp trong một cái cuốn kinh mà không biết cái tựa là của ai. Quý vị mình là thấy lạ lạ cũng quan hỷ, mà thực tế là mình chưa có biết, là không có thấy cái chủ đề, không có thấy cái người mà hạ bút. Nói cho nên vậy đó, mà được cái thân người là mai muôn thở, vì xưa mình đã có duyên lành. Hôm nay biết nẻo tu hành, nó thấy mấy lời là tốt không ạ? Thì đó, là sẽ trở thành Phật tiên. Cái đó là của cổ hai thanh sĩ. Trong cái tập là đường giải thoát. Vậy hả? Vậy là huynh có coi phải rồi, không? Rồi. Thật ra tôi thấy là những cái lạ thì quen quen mình vậy là tôi nhắc nha, chứ mà đặc biệt ông đi chỗ khác ông nhắc cái là văn lạ thì không chịu. Dứt khoát là phải nhắc của thầy. Chứ ông đừng có nói lạ của ông sư này sư kia. Mà nói với huynh là thầy nó được nhân quả thật là không. Nhưng mà nói đây nghe, không biết có hay không, cái này thực tế mình kể lại một chuyện thôi nha. Hồi ngày xưa nói bà cô Tư của mình là bực, nói là cái hồi trước là gọi là băng nhựa đó, chứ chưa có cái chỗ mà như cái điện thoại bây giờ, cảm ứng bây giờ. Hồi đó là băng nhựa, thâu vô băng nhựa. Cổ nói những cái chuyện này chuyện kia chuyện nọ đó, là rồi cô Mười đó là cô mới đem cái băng nhựa đó gãi ra tùm lum hết trơn đi. Rồi sao không biết nguyên nhân nào cái cổ méo miệng nói chuyện không được. Cái này không biết có không nha, cái này là kể nha. Cái ta kể, ta kể nha, còn mình không có thấy thiệt nha. Xin thưa hỏi thấy không? Dạ mô Phật, dạ chưa thấy, dạ nghe thôi. Như vậy thì cuối cùng á là không biết nguyên nhân nào, thì có người á thì nói là bả bị bệnh đó, rồi bả nằm thiêm thiếp mơ màng, bả thấy là phải sám hối đi, nói những lời nói không có chánh đáng, không có tốt đẹp gì đó, bà nên sám hối. Bà nghĩ là bà cũng đâu có nói gì trật, rồi cuối cùng bà nói chỉ có cái kiểu đó thôi. Rồi bà suy nghĩ như vậy đó, bà mới nguyện giái, nếu mà bà có lỡ lời như vậy đó thì là cho bà xin thâu lại, đang cho bà hết bệnh đi thì bà sẽ thâu lại những lời nói của bà lên trên băng nhựa. Như vậy thì là 2-3 ngày sau rồi bà hết méo cái miệng. Hết méo cái miệng, như vậy là bả mới thâu hết. Cái này là thâu băng nhựa, là có những người anh em mà ta có lấy băng nhựa đó rồi ta trả lại cho bà Mười. Đó là anh em đó ta kể là tôi. Là tất nhiên là bà Mười đó thâu cái băng nhựa lại. Đó, quý vị mình thấy đó. Thành ra đây là tùy duyên thôi. Bây giờ như anh em mình nói đây này, mấy anh em mình giờ anh nói tôi cũng nghe, mà anh này nói tôi nghe, để bút nói tôi cũng nghe, vậy có lỗi gì đâu. Mình đâu có chơi. Cái gì đó phải không chú Tư? Nhưng mà tại vì anh em mình á, chắc là cũng có không duyên. Có nhân duyên với người đó làm sao đó, nên ra ta mới dùng cái từ là có nghĩa là ta không hợp, dùng từ không hợp duyên thôi. Thành ra như vậy thì anh em mình nếu mà thấy trong cái đoàn huynh đệ của mình đi, không lẽ là thầy mình là ông Phật, không có một vị nào lên nói chuyện buôn gót hay sao? Đó, phải không? Mình phải nghĩ như vậy, thầy mình là Phật. Mình hồi nghĩ cái đời trước, nãy huynh đệ nãy có kể đó, đời trước Đức Phật thầy Tây An có 12 đệ tử rất là giỏi. Rồi bây giờ tới thầy mình cái lần chót này nè, mà lần thứ chót này không lẽ là thầy ra đời cái lần cuối cùng mà không có một đệ tử nào giỏi sao? Cái câu này là tuyệt vời huynh ai, hôm nay tôi mới nói. Mình tu hôm nay mình theo thầy đã 20 năm rồi, 30 năm rồi, mà bây giờ nói là mình không hiểu, mình nói gì không được hết trơn, thì cái này nó thiệt tình nó hơi nó uổng, nó dở không thiệt. Mình phải cố gắng nghe không? Bây giờ ta học, người ta 12 năm ta lên đại học rồi. 12 năm à? Ta 2 năm cái ta ra trường á, bác sĩ. Có tại gì cũng 14 năm. Dạ không, mà bây giờ ví dụ ra làm kỹ sư thì 4 năm nữa là 16 năm thôi. Mình bây giờ mình tu 20 năm, 30 năm mình chưa làm được ký kỹ gì hết trơn. Ôi này nó uổng dữ lắm. Không, cái câu này rất hay. Tuyệt vời. Rồi. Cái tin trước cho mình. Cái máy thiên cơ tức là cái máy trời. Thiên cơ là máy trời đó. Ở đây muốn nói là có cái câu của thế gian á, thiên là ngàn. Đó. Như vậy thì là Đức
là thầy nó ở là các bậc thánh nói là cái câu này nói trước cả ngàn lời lận, chứ không phải mới một lời hai lời đó. Như vậy thì ở đây mình sẽ thấy đó là Đức Thầy nói là mái thiên cơ là mái trời, có nghĩa là Đức Thầy cho biết là cái tuồng của tạo hóa này đó là thầy thuộc chư Phật trời đã sắp đặt đó. Cho nên nhiều khi có cái đoạn đó thì nó tuồng tạo hóa ai bài ra đấy, thấy không? Kiếp phù sinh nó là mang thấy mà đau, mà đây là muốn nói cái kiếp phù sinh con người nó ngắn ngủi, sanh lão bệnh tử nó ngắn chứ không có sống được bao lâu. Rồi bây giờ cái con người của mình ở đây đó thì chết nay sống mai mình chưa biết đó. Thành ra vì thế mà là trong cái lời của Ngài cho biết đó, thì mình ở đây đó là mình có cái thân, thì ông Phật cũng biểu thôi gán liệu lấy thân đi, chứ còn tu theo lối cũ đó mau gần Diêm Vương. Tất nhiên là cái lối cũ của mình đó, mình nói mình tu chứ không có tu, mình cứ đi theo cái đường cũ của mình, đã đi theo cái đường mòn mà ham danh ham lợi ham tình, đó là cái lối, đó là cái lối mê của mình, lối cũ của mình. Mà tu vẫn có vậy, nhưng mà tu hoài cái tu danh tu lợi tu tình không à, tu nào cũng khiến hồn linh đọa đài, nó có tu đó mà tu theo danh theo lợi không à. Mà quý vị mình thấy không, bây giờ tu danh có, cái này có thực tế luôn, tu danh có, tu lợi có, rồi tu ghét nó kéo tình luôn, có luôn. Thành ra này nó có y đa, đó là cái câu thứ nhất. Rồi cái câu thứ nhì nãy bốn câu mái thiên cơ mỗi phút mỗi thời, đó là mái thiên cơ, là tất nhiên nãy tôi giải nghĩa là mái trời, là cái sự sắp xếp của trời đất đó, đó là gọi là mái thiên cơ. Nẻo thạnh si như thể tên bay, rồi bây giờ tới cái chỗ nẻo thạnh si. Như vậy thì muốn nói cái mái trời mà Ngài đã dựng ra lên rồi đó, cái này là làm thì phải có thạnh và có si, bởi vì trong cái mái thiên cơ nó gồm có âm và dương đó. Hả, nếu mà dương á nó phát mạnh á thì âm nó phải hơi yếu lại, cũng như nói mình nói bằng cái cách dễ nghe hả, nếu mà trời nóng nực nhiều quá gọi là dương á, mà hả nếu mà là âm si á thì dương nó thạnh. Mà trong cái lúc này mà là dương mà nó phát nóng nhiều quá thì con người nó bức rứt, thấy không? Cho nên nó là nẻo thạnh si. Hồi trước cái tràng mẹ ơi, cái cuộc đời của mình nó là thời kỳ nó mát mẻ sung sướng hen, nó hài hòa hen, mà bây giờ sao mà gặp cái cảnh nó khó khăn, rồi bây giờ thời tiết nó oi bức nó, thấy không? Nó làm thay đổi một mái thiên cơ mỗi phút mỗi thai, mà nó nẻo thạnh si như thế tinh bay luôn, có nghĩa là trong cái lúc thạnh có và trong lúc si có, bây giờ mình đưa ra cái thời thạnh thôi. Bây giờ nhiều khi đó như là quý cô bác mình thấy không, bây giờ mình nói là chung đi, mình nói những cái ông quan đi, ông có cái thời thế ông lên ông làm quan, thấy không? Ông thì lên ông làm quan, cái này lúc này ông được thời thì ông đặng thế, thấy không? Trong cái lúc ông đặng thế ông hô do mưa gọi gió gì người ta cũng tung hô dạng tới vậy đó. Đó, nhưng mà tới cái lúc si ông rồi đó, đi không ai chào không ai hỏi, thấy không? Nên mà Đức Thầy cho biết là cái thạnh và cái si đó nó như tên nó lẹ lắm, mà mình cứ chạy theo cái danh và cái lợi đó mà mình không biết cái gõ cái chỗ thạnh và si. Hay quá đó. Ngài nói là phân tích này quá hay. Cho nên đó, anh em chúng ta đây đó, bây giờ như bữa nay nè, mình thấy mình mạnh, đây là nói trả lời mình nha, nói thân tứ đại nha. Cái thân tứ đại bữa nay mình thấy mình mạnh, mình nói trời ơi mấy ông đó đau tại mấy ông không là thuốc men hay là mấy ông dở quá đồ nọ ha. Rồi cái tới ngày mai ngày mốt là cái mình bệnh, cơn bệnh nó tới mình, tới cái giờ trả quả rồi, gọi là mình nói người ta ai nói mình nha. Như vậy thì trong cái lúc này nó đến với mình rồi, ai phê bình lại đấy? Đó, ai phê bình lại? Vì thế mà là có nghĩa là thầy nói nẻo thạnh si như thể tên bay, người ta mới si đó mà mình chê, rồi mình nói mình thạnh thì coi một lúc nào đó mình cũng vẫn si lại. Bởi vì đó là thầy nói đó là xét cuộc đời như nước lớn gồng, thấy không? Cái cuộc đời mình đi ra nhà nước lớn gồng vậy, cũng như là thạnh si nãy vậy đó, lấy câu khác mà nó ăn với câu văn này. Nó mình xét là coi y gan nước lớn gồng, không có khác đâu.
khi mà nước lớn rồi nó tràn bờ, tràn đê, tràn ruộng đồng hết trơn, thấy không? Nhưng mà khi mà nó nắng hạn rồi, nó gồng rồi, nó khô rồi, không thấy nó khổ khó dữ lắm, thấy không? Đất thì nứt nẻ hết trơn. Nhưng mà cái cuộc sống của mình nó cũng giống hệt như vậy. Cái lúc nào mà gặp thạnh thờ, thạnh thế á, thì lúc này á, vui cười dữ lắm. Mà cái lúc mà là gặp cái thời thế mà nó bất hòa rồi đó, cái giác này phải đi nhu cầu người khác. Như vậy thì mình đâu có làm chủ cho mình đâu. Như vậy mình tu mình phải tự làm chủ cho mình. Lúc thạnh á, thì chúng ta cũng không mừng. Mà lúc mà là nhục á, chúng ta cũng đừng buồn. Như vậy nó mới đi lại cái chỗ làm cho tâm được an. Cho nên trong cái là câu nguyện thứ 5 bài cúng của mình á, thì nói tiêu tai tịnh sự. Như vậy thì mình muốn cái tai nạn không có thì các sự mình dừng lại đi. Thì tất nhiên đâu có gì đâu mà tai mà nạn, phải không? Đức này nói muốn tiêu tai phải tịnh sự, tiêu tai tịnh sự mới giải thoát mê ly được. Thành ra như vậy thì chúng ta nương theo cái chân lý này. Thạnh và si nó giống hệt nước lớn gồng vậy. Cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Khi lúc thì chìm, khi lúc thì nổi. Như vậy thì chúng ta thấy được cái điều này đó. Có một cái ông quan nọ đó, ông là lúc bấy giờ đó, ông được thạnh đó, ông hô do mưa gọi gió dữ lắm. Tới chừng mà lúc dinh á, lúc nhục á, thì người ta đi người ta không dòm. Thì á là có một người nói, cái này là cái người đời thôi mà nó còn lưu lại trong những cái lời của dân gian người ta nói thôi nha, chứ không có sách nha. Ta nói đời lên voi mà xuống chó, nói vậy. Cái lúc mà thạnh thờ thì ông quay phong lắm, thấy không? Ông hô mưa gọi gió, mà lúc mà ông yếu rồi thì nó quá tệ đi, người ta xem không ra gì. Ủa rồi không bay. À, vì thế mà trong cái cuộc tu hành của mình là mình rất là may duyên. Mình được thân người là mai muôn thở, vì xưa có duyên lành, hôm nay biết lẽ tu hành thì sẽ là gặp trở thành Phật tiên. Mà hôm nay chỉ có ông Phật với ông tiên mới ra khỏi cái sự khổ của đời, thấy không? Thầy nói là ta bà khổ mà ta bà lắm khổ, có bao người xét cho tột chỗ mà tịnh độ vui mới tịnh độ nhàn vui. Còn cái chỗ nãy cái câu huynh nói đó, cái này nó còn khổ hoài. Ông vui, ông được giàu sang phú quý, ông được thanh nhàn cũng khổ trong cái việc giàu sang. Rồi cái nghèo khổ này nó cũng buồn gầu trong cái sự thiếu thốn. Vì thế mà cả hai không ai được sung sướng hết. Cho nên Đức Thầy nói cả hai ông này giàu cũng khổ mà nghèo cũng khổ. Cho nên thầy mới nói là cả sang hàng mấy ai thông thả, sao nhân sanh cứ mãi đắm say, thông thả để hưởng mùi sen báo, thấy không? Như vậy đó là mình mới hết khổ đó huynh. Là cái câu của huynh hỏi quá hay. Cái câu huynh hỏi rất là hay. Như vậy thì chúng ta phải tìm cái chân lý của ông Phật nó là mới hết khổ, đặng đi đến cái chỗ ăn vui được. Đành rằng là mình sống trong cái cuộc thế này, gia đình, cha mẹ, vợ con, anh em mình còn đó. Còn những anh em nào chưa có lập gia đình, chưa có vợ, chưa có con thì cũng còn bổn phận cha mẹ, cũng còn ông bà, tộc họ của mình, chứ đâu phải hết đâu. Như vậy thì vẫn còn mang cái ân nợ đó. Mà nếu mình còn mang ân nợ thì ông đó là đồng đạo của mình xưa mà hỏi thầy ân nợ còn mang chưa xử trọn, nó làm sao giải thoát cái nợ tan bồng, phải không? Đức thầy nó đành rằng nợ thế trả chưa xong mà biết ăn năn sửa lấy lòng, niệm chữ Di Đà tan chứa nghiệp thiền từ thầy rước lại non bồng. Thì trước khi chia tay thì anh em mình cũng không có là lấy chi để là bù đắp và thù tạc lại trong cái niềm vui của huynh đệ mình đến lại với cái mái ấm gia đình của mình. Về là mình cũng rất là hân hoan và vui mừng để chào đón tất cả huynh đệ, và cũng ước mong huynh đệ của chúng ta cùng tu cùng tiến để sau này cùng với một ước mơ mà thầy tổ chúng ta đồng hoài bảo
qua cái câu ước trăm họ nhẹ mình có cánh, đồng bay về cực lạc một đàn. Đây là một cái ước mơ của thầy tổ, mà chính anh em đồng đạo của chúng ta là đệ tử của thầy mình, thì cái hoài bão này chúng ta phải khắc ghi vào lòng. Mà đặc biệt chúng ta phải làm sao, cố gắng làm sao cho nhẹ cái chỗ mà làm cho nhẹ mình, yeah, để thầy mình vui lòng đẹp dạ khi gặp lại. Yeah. Đó, rồi đến đây xin tạm dừng. Yeah.